Mà xin chào tất cả anh em chơi radio các chất trên toàn quốc. Hôm nay em giới thiệu cho anh em một con đài Nationa mang model là RQ-545. Con này thì với con 448 là nó gần như giống nhau. Nó chỉ khác là con 448 có chức năng dừng băng. Thêm cái chức năng dừng băng ở phía này là thêm có một nút đấy. Nếu các bác đang chạy ra đều các xét thì các bác nhấn cái nút này vào thì nó sẽ dừng. Nhưng mà con 545 này thì nó cải tiến hơn. Hãng nó sẽ cải tiến hơn và nó không sử dụng cái nút đấy nữa. Đấy, nó thay vào đấy là một cái logo của cái mic. Mic thì cái mic ở bên hông này. Con này thì nó có cái mic. Con 448 thì cũng có mic. Nhưng mà nó lại có cái nút tắt. Dừng, tạm dừng băng ở phía bên hông này. Đó. Con này máy Nhật bãi về anh em, Nhật ship e-bay về. Đấy, nguyên zin anh em nhé. Bao anh em là test thử kiểm tra, mang thợ test thử thoải mái. Đấy. Hoạt máy hoạt động hoàn hảo tất cả mọi chức năng, radio FM MW và SW 3 băng tần nhé. Bắt tất cả các đài. Núm nút này. Em nhìn nó bọc nhôm này. Nó bọc rất chi là đẹp luôn. Trong này. Xì mạ là rất chi là đẹp. Ngoài ra con này thêm có thể có cả AUX anh em nhé. Anh em có thể kết nối điện thoại. Mua cái jack 2 đầu 3.5 ấy. Thì em có thể kết nối với điện thoại, TV, máy tính vân vân. Đấy là cổng DC 6V là cắm được điện 220 nha. Đây RQ-545. Con này có số seri là 447336 338 nha. 447338 rất đẹp. Nguồn AC 100V anh em nha. Anh em lưu ý là hàng của em là hàng ship từ Nhật Bản về, mà hàng nội địa Nhật Bản là chỉ có nguồn 100V thôi, điện 100V. Em phải có cục đổi nguồn, mua cục đổi nguồn nhỏ hơn nắm tay một chút này là có thể cắm được rồi. Xì mạ quá tuyệt vời luôn. Đấy, em đang mặc cái áo cọc tay trắng nhé, quá lỗ này. Cái này thì anh em bấm cái này là ra thôi, ra và đút cái này vào. Để như thế này nó gấu, bởi vì là bản chất cái con này là nó có cái anten ở đây, cho nên em nó hay lôi cái anten này lên cho nó có hai cái anten nhìn nó đẹp. Đây tạm thời em để ngoài nha. Bây giờ sẽ đi vào phần test âm thanh cho anh em. Em sẽ test âm thanh cho anh em nghe qua một đoạn này. Con này thì nốt mở băng là nốt xanh đây anh em nhé. Cơ con này máy móc rụt gan đằng chassis 7 màu luôn. Anh em cứ lên trang cá nhân Facebook Hoàng Tài các xét ấy, thì sẽ thấy em có trang cá nhân của em là em có chụp một bộ cơ. Cái bộ máy của con này cực kỳ tuyệt vời luôn, vàng như vừa xuất xưởng luôn. Em tháo ra để vệ sinh nhưng không phải vệ sinh vì nó đang cực kỳ đẹp. Hãy subscribe.
Rất khỏe, auto chứ tốt rồi anh em nha. Hết băng là sẽ tự cắt. Tổ trái đâu phải này. Nhìn đồng hồ số của nó chạy này. Em sẽ test sang phần radio nhé. Món bánh cuốn nóng thịt tôm. Ủa thức của thái độ lên đó, không nên chia sẻ, không nên hùa theo những cái quan điểm đó. Theo tôi thì mỗi chúng ta cần phải sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm, cần một sự chọn lọc các trang mạng để cập nhật thông tin, chỉ tiếp nhận những thông tin từ những nguồn tin chính thống có kiểm định, đặc biệt là không chia sẻ lan truyền những thông tin mang tính cá nhân, cơ hội tin chưa được xác thực. Theo điều tra của cơ quan chức năng, đây là con này là em nói để chế độ FM nhé. Là một trong những nơi sản sinh ra nhiều trang web blog phản động và máy chủ đặt ở nước ngoài. Chúng chuyên tạo dựng các trang thông tin phản động, những trang mạng mạo danh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội nước ta để đăng tải những thông tin xuyên tạc. Không những thế, để tăng hiệu lực chống phá, các thế lực phản động ở nước ngoài còn móc nối phỏng vấn các thành phần bất mãn. Người ta không phải chả quế, chả miến thường gặp. Thay vào đó là chả nướng ướp nhạt, căng thẳng mùi thơm của món nướng trên than, vừa miệng khi dùng cùng nước chấm. Chấm nhẹ bánh cuốn vào nước chấm thấy ngon bởi vị thơm của bột, ngọt của tôm, thêm chút thịt lại càng béo, càng hấp dẫn.
Một đĩa bánh cuốn thịt tôm ngon mắt, một tách cà phê sáng đậm đà bên bờ cát dài với những con sóng dập dềnh, các bạn sẵn sàng để khám phá những điều thú vị trong kỳ nghỉ ở bãi biển xứ Thanh này. Lâu nay du khách về với Sầm Sơn đều rất nghiện các món ăn được chế biến từ mực. Những ai chưa thưởng thức hết hương vị của những món ăn từ mực thì coi như chưa thấy hết sự thú vị của trên thế giới và khu vực đã hoàn toàn thay đổi, phù hợp để Việt Nam gia nhập. Hai là tất cả các nước thành viên ASEAN đã có được sự đồng thuận về việc kết nạp Việt Nam vào tổ chức. Và ba là lúc đó chúng ta mới có được sự nhất trí và quyết tâm để tham gia ASEAN. Như vậy, việc Việt Nam tham gia ASEAN vào năm 1995 đúng là một quyết định mạnh. Đồng thời tạo nên một nét đẹp yên ả thanh tịnh giữa thủ đô luôn tấp nập và là nơi để người dân thủ đô mãi nhớ về chùa Lý Triều Quốc Sư, ngôi chùa lịch sử của dân tộc. Đây là cây nước ngoài rồi đó nha. Nhận được nhiều câu hỏi thính giả quan tâm đến lịch sử, trong đó thính giả Phạm Thị Ngọc Nga ở Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh hỏi chiến dịch Xuân Lộc được thành lập trong bối cảnh như thế nào. Về câu hỏi này, đại tá phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Long, nguyên phó viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết: Sau khi mà chúng ta đã giải phóng được một cái loạt các cái tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, thì sau chiến thắng Đà Nẵng thì chúng ta phát triển cuộc tiến công như với một cái tốc độ một ngày bằng 20 năm. Chúng ta tiến công dài và nhanh chóng giải phóng Quy Nhơn, giải phóng Tuy Hòa và giải phóng Nha Trang, và một trong hai cái phong kiến là định dựng nên chính phủ Việt Nam. Các kênh nước ngoài các bác nhá, máy em là test rất kỹ rồi, hoạt động hoàn hảo tất cả mọi chức năng. Đấy, bao cho anh em là mang thợ test thử kiểm tra tất cả mọi chức năng và linh kiện, chỉ duy nhất là thay một cái dây cu loa, con này là có một sợi thôi, dây cu loa của nó có một sợi thôi. Đấy, thay có một sợi vào là nó chạy ok, máy bao đẹp, hoạt động hoàn hảo mọi chức năng. Bác nào mà thiện chí thì alo cho em số điện thoại 0867029505. Còn là được chất âm cực kỳ tuyệt vời rồi, radio FM rồi các kênh bắt chỉ là ok. Ở em thì sóng nó sẽ nhiều hơn so với các nơi, bởi vì là khu vực thành phố Thanh Hóa này nó rất nhiều các cái cây sóng điện thoại làm nhiều sóng radio, nên là bắt FM thì bắt rất nét, nhưng mà các cái kênh như MWF, SWF thì nó hơi nhiều hơn so với lại của khu vực khác. Cam kết là như vậy. Anh em nào mà thiện chí thì alo cho em số điện thoại 0867029505. Số đấy cũng là số Zalo luôn, có thể kết bạn Zalo, inbox, em sẽ gửi hình ảnh
trực tiếp cho anh em qua Zalo hoặc Facebook Hoàng Tài Các Xếp, nhắn tin qua Messenger. Video đã ra thì em xin kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả anh em trên toàn quốc đã quan tâm và theo dõi kênh của em.